sơn ngoại thất màu xanh rêu thì nên phối màu gì? Thưa các bạn, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn với một cái màu sắc cũng rất là đặc biệt, đó là màu xanh rêu. Vậy thì màu xanh rêu phối với màu gì để cho mình có được một căn nhà đẹp, gian nhìn nó sạch sẽ, nhìn nó thoáng đãng, và cái quan trọng nhất là độ bền màu. Theo có nhiều người thì màu xanh rêu được chọn làm bên ngoài hàng rào hay là các cái tầng thấp để nó có thể gần giữa màu rêu và nó giúp cho căn nhà của mình luôn sạch sẽ, đúng không ạ? Vì vậy nên mọi người có cái xu hướng là chọn màu xanh rêu để chọn để sơn những cái chân hàng rào hoặc là sơn những cái phần chân móng, những cái chân ở bên ngoài để cho mình luôn luôn nhìn thấy nó sạch sẽ, tại nó gần với cái màu rêu. Thì đây cũng là một cái lý giải rất là hợp lý, thưa các bạn. Vậy thì màu xanh rêu thì nên phối với màu gì? Chúng ta nên sơn một màu, giống như là cái bức tường này thôi. Chúng ta cũng không nên là phối nhiều màu. Cái chi tiết bạn nên nhớ, cái chi tiết càng phức tạp thì bạn càng nên đơn giản hóa nó bằng màu sắc, để nó không phải lỗi thời, để nó không có quá màu mè, giúp cho bạn nhìn một sự cân đối. Bạn để ý từ các cái chi tiết là các cái chỉ nẻo, đường nắt, đường sắc nét thì mình cũng làm một màu, tạo thành một cái hình khối. Cái hình khối là thế nào? Cái hình khối có nghĩa là bạn nhìn vào, tưởng tượng đây là một cái khối, một cái khối bằng đá hoặc là một cái khối bằng gì đó, cho dù là bạn có chạm khắc hay là bạn có đắp bao nhiêu cái chi tiết đi nữa thì nó vẫn là một màu, thì tạo ra thành cái hình khối. Nhà này thì rất là khéo léo, có khi mà chọn thêm một cái chi tiết, đó là tư vấn phối thêm cái màu vàng đồng để tạo nên cái điểm nhấn cho nó ở những cái logo hay là những cái đường, phù hợp thêm với là các cái song cửa, cái khung nhôm gang, thì đây nó cũng rất là gần gũi với cái màu này và tạo nên một cái sự tương đồng, tương xứng rất là đẹp mà bạn có thể trông thấy. Vậy thì quy trình các bước làm sao? Quy trình các bước sơn màu xanh rêu ngoại thất thế này làm sao để cho nó được bền màu và nó bảo đảm nó tường không bị bong chóc hay là tường không bị các cái lỗi khác giống như là bị vết nứt hay là bị răng nứt, thì bạn cũng chú ý đến cái quy trình sơn ngoại thất thật là chuẩn cho tôi. Thì bước đầu tiên là bạn nghiệm thu tường nó đạt độ chuẩn, và thời gian phải để khô nó phải được ít nhất là 21 ngày, sau đó chúng ta đo độ ẩm tường đạt thì chúng ta mới làm cái bước tiếp tiếp là chúng ta bả bột lên. Sau khi mà bả bột chét hai lớp rồi, chúng ta khô và chúng ta xả đi, lúc này chúng ta sử dụng một lớp sơn lót chống kìm. Đây là cái bước quan trọng nhất nha các bạn. Theo kinh nghiệm của tôi nhiều năm trong nghề thì rõ ràng ông bán sơn và đội ngũ Nguyên Chương làm và tồn tại được ngày hôm nay, có được uy tín và có được nhiều khách hàng ngày hôm nay thì đều chú ý rất kỹ ở cái bước là sơn lót này. Vì vậy nên là tôi cũng khuyến khích các bạn là nên sử dụng sơn lót và đừng bỏ qua cái lớp này, bởi vì nó là cái chất kết dính giữa hai bề mặt là bột bã và sơn phủ. Sau cái bước số 3 là bạn phủ cho tôi hai lớp sơn, thì mỗi lớp cách nhau ít nhất là 2 giờ đồng hồ, tốt nhất là sang ngày hôm sau thì càng tốt hơn, nhưng nếu mà bạn cần lăn mới hoàn thành thì ít nhất phải lớp cách nhau 2 giờ, có nghĩa là khi mà bạn lăn ở cái lớp kế tiếp thì cái màng sơn ở lớp trong ít nhất là nó phải khô và nó không có trình dáng được, thì giúp cho căn nhà của bạn nó mới đạt chất lượng. Vậy thì còn gì nữa? Còn một cái lưu ý nhỏ này thôi các bạn. Đối với những màu mà sơn màu đậm ở bên ngoài, chẳng hạn như màu xanh rêu hay là màu nâu hay là các cái tông màu xanh lá, các cái màu tông màu xanh, màu đậm, màu sẫm, thì bạn nhớ thực hiện cái bước này cho tôi, mà tôi tin rằng bước này là cái bước mà ít ai nói cho bạn biết, là để cái bí mật, nó là một cái bí mật trong nghề, hoặc là những cái người họ không thấy được. Đó là khi mà bạn thực hiện sơn lót thì bạn lấy cái màu này bạn đổ vào cho tôi khoảng là một ít để nó tạo ra cái mền gọi là cái màu nền. Khi mà có lăn màu nền rồi thì chúng ta sẽ lăn cái màu lên để nó không bị đốm màu, và nó giúp cho cái tường của bạn nó đều màu một cách trọn vẹn từ A đến Z. Thì đây là một cái điều rất là đơn giản, tự nhiên không mọi người không chú ý tới, và rất ít ai chỉ cho bạn làm cái điều này. Bạn cũng không cần nên phải đổ nhiều đâu, đổ một ít thôi nó ngã lên cái tông màu này, thế là an toàn rồi. Với những cái chia sẻ vừa rồi thì tôi giúp bạn là cung cấp thêm cho bạn một vài cái bí quyết thêm, một vài lưu ý thêm. Bạn sẽ biết được cách phối màu sơn làm sao cho màu cho nhà đẹp, để bạn có những cái màu sơn đẹp của mình. Nếu bạn quan tâm đến những màu sơn nhà đẹp theo xu hướng, hay là xu hướng màu sơn nhà đẹp như hiện tại như thế nào, hoặc là bạn quan tâm đến bộ sưu tập màu sơn nhà đẹp 2022 được ưa chuộng nhất, thì bạn hoàn toàn có thể follow kênh của ông bán sơn để tôi có thể tư vấn thêm cho bạn, giúp bạn. Ở trong kênh của tôi có rất là nhiều video nói về chủ đề sơn nước, sơn nhà, về tư vấn màu sắc, về tư vấn chọn màu sơn,
rất là nhiều và bạn hoàn toàn có thể tìm ở đây. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của ông Bán Sơn. Bạn nào chưa đăng ký kênh của ông Bán Sơn thì đừng ngại cho ông Bán Sơn một lượt đăng ký để tôi có động lực ra nhiều video hơn có ích cho mọi người. Cảm ơn mọi người, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.